chào anh chị em và các bạn đang đến với chương trình hướng dẫn cắm hoa. Ngày hôm nay mình chia sẻ với anh chị em và các bạn một cái gọi là cái dĩa hoa để bàn thờ. Và cái dĩa hoa này mình có thể mình áp dụng đặt được ở rất là nhiều vị trí trên bàn thờ luôn nha các bạn. Đầu tiên á, mình sẽ chuẩn bị là ở đây là mình chuẩn bị là nguyên một cục sốt. Rồi tiếp theo á, mình sẽ làm một cái khung lá bằng lá huyết mộc lan này các bạn. Đây nha, mình vuốt nhẹ rồi thôi, mình không cần vuốt quá nhiều ha. Rồi mình sẽ cắm một cái lá ở trung tâm. Lá cỏ nè các bạn, cho nó chảy lại đều xung quanh luôn nhé, xung quanh mặt phía sau á. Cái bông hoa này thì mình sẽ cắm không có quá cao nha, cắm ở giữa này nó xòe lắm.